Xin chào các bạn. Ở trong video này thì chúng ta hãy cùng nhau phân biệt hai từ đọc là bì suy và bì suy. Nghe khá là lạ các bạn. Đầu tiên thì hai từ này ấy là hai từ đồng âm. Và cái âm của nó đọc giống nhau, đều đọc là bì suy. Và nó đều có nghĩa là giống như từ bì yǎo, có nghĩa là cần thiết hay là nhất thiết phải làm cái gì đó. Chúng ta hãy nghiên cứu về ý nghĩa nào. Từ bì suy thứ nhất là dịch là cần thiết vì lý do khách quan nhất định phải có, không thể thiếu được. Ví dụ này. Khai chơ bì suy sử phân jing lì chí trung. Lúc lái xe phải hoàn toàn tập trung tâm trí. Từ khai chơ là lái ô tô nhé. Bì suy là phải. Sử phân là hết sức hoặc là hoàn toàn. Jing lì là tâm trí, chí trung là tập trung. Jing lì chí trung có nghĩa là tập trung vào tâm trí á. Khai chơ bì suy sử phân jing lì chí trung thì đây là lý do khách quan bạn nhé, không thể thiếu được, rất nguy hiểm. Từ bì suy thứ hai là vì nhu cầu nội tại mà cần thiết phải làm. Ví dụ, trí ủ sinh trưởng, bì suy trung chú tờ yáng quang hứa sủy phận. Thực vật sinh trưởng cần cung cấp đủ ánh sáng mặt trời và chất dinh dưỡng. Ở đây trí ủ là thực vật, sinh trưởng là sinh trưởng, bì suy là cần hoặc là phải, trung chú tờ là đầy đủ nhé, yáng quang ánh mặt trời, sủy phận có nghĩa là chất dinh dưỡng hay là nguồn nước á. Thì ở đây nội tại của nó, tức là cái bản chất của cái thực vật á, là phải có những cái này thì mới sống được, thì đây gọi là nhu cầu nội tại chứ không phải là khách quan. Cả lưu ý nhá. Trí ủ sinh trưởng bì suy trung chú tờ yáng quang hứa sủy phận. Thứ hai là hình thức phủ định. Đầu tiên từ bì suy thứ nhất, hình thức phủ định của nó như sau. Bú bì, ú suy, hoặc là bù suy. Từ bì suy thứ hai, bú bì giống nhau, bú bì suy khác nhau, phê bì suy có khác nhau bạn nhé. Thì thường dùng từ phê này dịch là phi nhé, phi là không á. Thường dùng từ phây khi mà đằng sau nó ghép với danh từ khác, bạn lưu ý. Thứ ba, loại từ, cách dùng. Từ bì suy thứ nhất là phó từ làm trạng ngữ, đứng trước tính từ hoặc là động từ, hoặc đứng trước một vế câu thể hiện là ngữ khí nhấn mạnh. Và đối tượng tân ngữ thường là thứ chủ tượng. Ví dụ, mấy người đều bì suy tuân thủ giao thông quy chế. Mỗi người đều phải tuân thủ luật lệ giao thông. Ý miễn phá sinh y hoài. Để mà tránh xảy ra những cái tai nạn hay là những cái điều gì đó ngoài ý muốn. Mấy cơ đấn, mỗi người tâu bì suy đều phải tuân thủ, tuân thủ giao thông, giao thông quy chứa là quy tắc hay còn gọi là luật lệ nhé. Tuân sổ giao thông quy chứa, tuân thủ luật lệ giao thông. Ý để mà miễn tránh phát sinh y hoài là cái điều không mong muốn. Mấy người đều bì suy tuân sổ giao thông quy chứa ý miễn phát sinh y hoài. Từ bì suy thứ hai, từ loại là động từ, đối tượng tân ngữ thường là nhu cầu thực tế. Ví dụ, sang tiền nây tờ sân hồ bì suy phìn trần y tí chà chú sổ. Hàng hóa thiết yếu trong cửa hàng đang giảm giá bán. Sang tiền, cửa hàng, nây tờ là bên trong nhé, nây là nội bên trong, sân hồ cuộc sống, bì suy bắt buộc, phìn là sản phẩm. Cái cụm từ
sinh hoạt bị suy phẩm, có nghĩa là hàng hóa thiết yếu trong cuộc sống á. Trọng là đang, y ti là giảm thấp nhé, chả là giá đấy, chu sổ là bán, y ti chả chu sổ tức là bán với giá thấp hoặc là đang giảm giá bán. Sang tiền nây tờ sinh hoạt bị suy phẩm, trọng y ti chả chu sổ. Bạn nhớ nhé, nhu cầu thực tế. Vừa rồi chúng ta đã học hai từ đồng âm là từ bỉ suy. Sự khác nhau của nó khá là rõ ràng. Các bạn hãy ứng dụng nhiều, áp dụng nhiều để có thể học thuộc nhé. Mình chúc các bạn học tốt. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Tạm biệt.